Hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn lý do tại vì sao mà cái dàn karaoke DB Acoustic bên mình lại bán chạy như vậy mọi người ha. Thì đây là cái model mới nhất, đó chính là KS312. Có chế độ Eco là nó nằm ở đây nha, những cái micro khác nó sẽ không có đâu. Và đặc biệt hơn, các bạn mua hàng bên Hữu trong dịp tháng 6 này á, thì bên Hữu sẽ tặng cho các bạn á là một cái cặp chân loa cao 65cm như thế này. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Truyền Hữu Audio. Hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn lý do tại vì sao mà cái dàn karaoke DB Acoustic bên mình lại bán chạy như vậy mọi người ha. Hữu sẽ phân tích tất cả những cái tiêu chí một cái dàn karaoke nó mang lại, nó sẽ đáp ứng những cái nhu cầu như thế nào cho mọi người. Thì đầu tiên các bạn có thể nhìn ở đây một cái cấu hình mà rất là quen thuộc mà Hữu đã giới thiệu cho các bạn anh chị ha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cặp loa full của DB Acoustic với công suất là 350W mỗi kênh. Thì đây là cái model mới nhất, đó chính là KS312. Thì trước đây cái bản tiền nhiệm của nó là dòng AS12 thì cũng rất dày rồi, nghe nó cũng rất là ấm ha. Dãy tần số đáp ứng và Hữu đo trên Smart thì Hữu nhìn nó cũng khá là phẳng và đẹp. Rồi thì hôm nay á, nó sẽ có một cái cải tiến mới về logo nha các bạn. Nó sẽ có cải tiến mới về logo, một cái logo thiết kế rất là đẹp ở đây ha, với chữ D rất là nổi bật, nổi cộm lên trên ha, với thiết kế là nhôm đó, và cái ngoại hình rất đẹp và vẫn bảo toàn một cái chất âm là ấm. Và các bạn thấy là về chi tiết về cái bề mặt sơn á, cũng như là cái mặt phía trước nè, mặt kim loại phía trước nè, những cái đường này nó khá là liền lạc các bạn, có nghĩa là bên hãng họ rất là trau chuốt về cái sản phẩm ha, cái độ hoàn thiện sản phẩm, những cái lưới, những cái lỗ lưới này nó rất là hoàn thiện. Phía ngoài là kim loại, bên trong là một cái lớp bằng vải mọi người ha. Và tất cả về màu sơn, về ốc vít, tất cả mọi thứ từ phía trước và đằng sau nó rất là liền lạc, và cái màu sơn nó rất là nhẵn mịn ha. Thì Hữu nói cái sản phẩm DB Acoustic này được hoàn thiện rất tốt, rất là tuyệt vời, và vẫn bảo toàn cái chất âm ấm và chi tiết dãy tần số đáp ứng hay. Rồi đi qua một xíu nữa thì chúng ta sẽ có cặp mic này Hữu hay build cho mọi người, đó chính là dòng 452 La Mã. Thì nó sẽ có một cái tên gọi khác để anh em đi công trình, có thể là D5000 chẳng hạn. Thì các bạn có thể thấy là cái đồ hoàn thiện mic ha, rất đẹp. Màu sơn nè, hãng lựa một cái màu bạc rất đẹp ha. Hữu đặc biệt thích những cái màu này, thay vì chúng ta sử dụng một cái màu đen tuyệt đối luôn, thì cái màu này nó rất là sang, điểm nhấn một cái logo DB Acoustic nó nổi bật lên, các bạn thấy không? Nhưng quan trọng cái chất âm thì sao? Chất âm của nó là sáng, nhẹ, và đặc biệt á, cái micro này á, ngoài cái việc chúng ta hát với cái dàn karaoke thì các bạn có thể sử dụng với lại loa di động, tại vì bên trong nó có 5 chế độ eco. Bình thường các bạn chưa gắn mic thì cái mic nó cũng khá là đầm tay các bạn nha. Sóng ổn định, chúng ta xài không bị rớt sóng, và đầu thu nó cũng hoàn thiện khá tốt. Các bạn thấy là nó sẽ có chỉnh tần số, âm lượng, cũng như là có chế độ eco là nó nằm ở đây nha. Những cái micro khác nó sẽ không có đâu, những micro khác nó sẽ không có nha. Và cặp này Hữu gọi là thể nó là best seller tại shop. Ngoài việc Hữu bán cho dàn karaoke gia đình thì mình sẽ bán cho những người sử dụng loa như là Bose S1 Pro cũng như là L1 Pro 8 để người ta hát, tăng thêm cái chế độ eco cho nó bay bổng hơn. Rồi để mà phối ghép với cái dàn này cho nó hay thì Hữu sẽ sử dụng vang số nha các bạn. Hữu sẽ sử dụng một cái vang số S500B hoặc là D500B là cái model mới của hãng. D500B là cái model để đi công trình ha. Thì Hữu sẽ phân tích một xíu về cái vang số này. Về vang số thì các bạn phải sử dụng với lại máy tính để các bạn tinh chỉnh ở trên đó, chứ chúng ta thao tác bằng tay thì nó sẽ không chi tiết bằng nha. Vang cơ thì các bạn thể dùng một cái con vít để các bạn thao tác. Còn riêng vang số thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta kết nối phần mềm và chỉnh nè. Chúng ta chỉnh reverb nè, echo nè, các tần số cho mic, các tần số cho loa. Rồi chúng ta có thể làm gì? Delay cả full và sub để cho nó không bị trễ và nó đồng bộ với nhau trên cái phần mềm Smart. Thì cái đó cái chuyên môn, khi mà xài full với sub thì chúng ta phải delay, là full lo sub cho nó đánh đồng bộ thì nó mới chắc, nó mới hay được. Thì ưu điểm của vang số là nó chi tiết nha các bạn, can thiệp rất sâu vào bên trong. Rồi nó sẽ có chống hú cho micro. Bình thường thì chúng ta có thể chống hú bằng cách thủ công là cắt một cái dãy tần số nào đó nó đang trội lên, nó đang gây cái feedback, nó gây hú. Nhưng mà trên cái vang số này nó sẽ có 3 chế độ chống hú cho chúng ta. Thường Hữu sẽ để sử dụng cái chế độ chống hú cấp 2 thôi. Đối với những cái phòng nào khó thì Hữu sẽ bật tối đa, nhưng mà đối với những cái phòng nào dễ rộng thì Hữu sẽ chống hú cấp 2 thôi. Và thiết kế của vang số rất đẹp mọi người ha. Các bạn sau khi mà Hữu đã lập trình xong cho mọi người rồi á, thì các bạn có thể là tăng giảm âm lượng micro, nhạc cũng như là effect, vậy là dùng thôi.
hoặc là lưu cho các bạn nhiều mod để các bạn gọi ra. Ví dụ các bạn thích hát reverb thì gọi reverb, thích echo thì gọi echo và chế độ nghe nhạc ha. Thì bên Hữu sẽ cân chỉnh sẵn cho các bạn tại nhà hết đó, chỉnh đến khi nào ok thì lưu cái mod lại cho mọi người. Rồi để mà sử dụng cho cái bộ dàn này thì nó cũng sẽ đi kèm một cái đẩy, gọi là cũng là đồng bộ của DB luôn. Ở bên cái hãng DB này thì những con đẩy nó rất là ổn định nha, có nghĩa là cái công suất của nó đáp ứng đủ khỏe cho cái dàn này. Ba Hữu sử dụng một cái đẩy KD500 led hoặc là những cái con như là B2005, nó những model khác nhau thôi, nhưng mà về công suất thì 500W mỗi kênh thì đánh là vô tư cho cặp loa này đó. Thì thiết kế nó cũng rất là đẹp nha, và nó cực gọn đẹp thẩm mỹ, quá là tuyệt vời. Rồi để mà cái loa này, cái dàn này á, nó hay, nó tăng thêm cái dải súp, thì các bạn thấy cái súp điện nè, SW12B DB Acoustic luôn, màu gỗ rất đẹp, màu vân gỗ rất đẹp nha. Và về cái loa full thì các bạn thấy nó là cái thiết kế nhìn nó professional đúng không, nhưng mà đến cái loa súp thì các bạn thấy nó sẽ được cách điệu. Đa số các chú và các anh nó thường thích cái thiết kế gỗ, nên mình sẽ đưa cái mẫu này vào trong cái dàn này thì nó sẽ phù hợp, cộng hưởng thêm với cái cặp, với cái nội thất mà gỗ ở nhà của mọi người nữa thì nó sẽ rất là hợp tông xịt tông nha. Và đặc biệt hơn, các bạn mua hàng bên Hữu trong dịp tháng 6 này á, thì bên Hữu sẽ tặng cho các bạn á, là một cái cặp chân loa cao 65cm như thế này, để các bạn đưa vào cái nội thất của gia đình các bạn thì nó rất là đẹp nha. Cái cặp chân này nó khoảng 1.2 triệu nha mọi người nha. Đó, nó cao 65 thì nó vừa luôn với cái không gian, cái bàn, cái tủ máy của chúng ta, hoặc là mọi người ở nhà chúng ta nó không có cái không gian để mà có thể để cái loa này lên, thì bên Hữu sẽ trang bị cái này nè, ưu đãi cho các bạn trong cái dịp tháng 6 này. Các bạn mua cái dàn này đó chính là sao, miễn phí lắp đặt tận nhà cho mọi người nè, tặng toàn bộ những cái dây dẫn nè, là dây loa, dây của những cái loa full, loa sub kết nối với nhau, hay những cái của cục đẩy. Và đặc biệt tặng cho các bạn một cặp chân loa cao 65cm để các bạn để lên, rất là đẹp nha. Và tổng thể cái dàn này đầy đủ luôn, 29 triệu thôi. Các bạn có thời gian hãy đến trực tiếp Truyền Ngủ để trải nghiệm cái bộ dàn này, về cái âm thanh các bạn hát thử, các bạn nghe thử nhạc đó. Thì khách lựa chọn ở bên Hữu là tại vì Hữu sẽ set up đầy đủ cho các bạn tại nhà luôn ha, khuyến mãi rất là tốt, và Hữu đưa một cái sản phẩm được hoàn thiện tốt, âm thanh đảm bảo cho các bạn là áp lực lớn ha, ở diện tích sử dụng mà cả full cả sub như vậy, từ 25 tới 35 mét vuông vẫn ổn định ok, hát gia đình là thoải mái. Mức đầu tư quá tuyệt vời, 29 triệu thôi là sở hữu trọn bộ như vậy, vang số, mic không dây, full và sub đầy đủ luôn. Mời các bạn nghe thử cái âm thanh, Hữu sẽ test nhạc cho các bạn nghe, rất là lực. Mời các bạn. Tôi không cô đơn, nhờ em gian em rồi, quên tôi trôi vây nhiều cái đau. Và các bạn cũng vừa nghe xong chất âm của cái bộ dàn DB Acoustic, trọn bộ giá 29 triệu. Anh em ở gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh cứ đến trực tiếp showroom của mình để trải nghiệm sản phẩm. Mọi người ở xa bên Hữu sẽ đến lắp đặt tại nhà cho các bạn anh chị ha. Vui lòng liên hệ. Ok, cảm ơn các bạn chị rất nhiều. Nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu để đón xem nhiều video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.